5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Một nhà nghiên cứu hiểu và nói sai về đạo Công giáo, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân. Hãy chấm dứt một tín điều u muội. Tinh thần chống Thiên Chúa giáo vẫn bàn bạc trong tâm thức của một bộ phận trí thức Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trí thức phò chính thống, và nó chỉ chực có cơ hội để bùng lên. Phát biểu của ông Nguyễn Đắc Xuân được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ là một nhà nghiên cứu là bằng chứng mới nhất. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một gương mặt trí thức, cây đa cây đề nào dám lên tiếng, xóa tan một tín điều sai lạc, cho rằng Thiên Chúa giáo đã góp phần thực dân hóa Việt Nam. Điều này cho thấy cái bóng ma quyền lực của tín điều ngu muội này lớn như thế nào. Nó chính là cái lá chắn che chở cho những lập luận có tính bôi nhọ chống Thiên Chúa giáo một cách điên cuồng và ngu xuẩn, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên công luận. Thiên Chúa giáo có mặt ở Việt Nam trước khi miền Nam thuộc về Việt Nam. Thiên Chúa giáo có mặt ở Việt Nam 300 năm trước khi thực dân Pháp đến xâm lược. Trong số những người góp phần vào việc thực dân hóa Việt Nam, có người Thiên Chúa giáo và có người Phật giáo, có người là quan lại triều đình và có người là dân thường. Không một ai, ngay cả chỉ với sự hiểu biết lịch sử ở mức độ phổ thông, có thể đi đến kết luận rằng Thiên Chúa giáo dẫn người Pháp đến hay theo chân người Pháp thực dân hóa Việt Nam. Hãy nhìn sang Thái Lan, nhìn sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở đó cũng có Thiên Chúa giáo, nhưng không có thực dân. Cái lỗi lịch sử để đất nước rơi vào tay thực dân là lỗi ở sự nhu nhược và u muội của đám vua quan nhà Nguyễn, cùng với giới sĩ phu phò chính thống mà hậu duệ của họ chính là những người như Nguyễn Đắc Xuân. Cái lỗi đó không thuộc về Thiên Chúa giáo. Các tu sĩ Thiên Chúa giáo cùng với hàng trăm cộng sự của họ đã dám đánh đổi chính mạng sống của mình để đem một mảng văn minh quan trọng của nhân loại đến với Việt Nam. Văn minh Thiên Chúa giáo cũng như văn minh Nho giáo trước đó, hay văn minh Phật giáo trước đó nữa, đã trở thành một thành tố không thể tách rời của văn minh Việt Nam từ rất lâu trước khi người Pháp đến. Từ trong chính đức tin của mình, một đức tin không thừa nhận bất cứ một quyền lực thế tục nào cao hơn quyền lực của Thiên Chúa. Thiên Chúa giáo luôn bị xem là một mối nguy cho các thể chế toàn trị, từ đế chế La Mã 2000 năm trước cho đến các đế chế cộng sản của thời đại ngày nay. Thiên Chúa giáo luôn bị bức hại bởi các thế lực toàn trị. Thiên Chúa giáo trở thành đối tượng của sự hằn học, thù nghịch, bôi nhọ của các thế lực trí thức phò quyền lực toàn trị, đến giới văn thân, đến ông Nguyễn Đắc Xuân. Nguồn từ Facebook Trần Minh Khôi.